Những năm qua, người dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã không ít lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm kéo dài tại bãi chôn lấp rác thải nguy hại trên địa bàn và số người ung thư ngày càng tăng. Hơn 10 năm, đơn thư kêu cứu đều rơi vào vô vọng. Nhưng cách đây ít ngày, khi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng gặp gỡ và tiếp xúc cử tri tại xã Đông Thạnh thì đã ngay lập tức chỉ đạo làm rõ những vấn đề xung quanh bãi rác này. Ngay sau đó thì Sở Y tế thành phố đã có công văn khẩn chỉ đạo y tế địa phương tổ chức khám bệnh sàng lọc cho toàn người dân trên địa bàn. Trạm y tế xã Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những ngày tiêm chủng định kỳ, có lẽ chưa khi nào người dân lại tấp nập như vậy. Và các y bác sĩ trạm này cũng chưa bao giờ tiếp nhận đến cả trăm tờ giấy khám sức khỏe của bà con chỉ trong một buổi sáng. Đợi chờ có lẽ là mệt mỏi với ông Thắng. Nhưng chờ để được khám bệnh tỉ mẩn thì ông cũng chấp nhận đánh đổi mấy tiếng đồng hồ. Vô đây bắt đầu bác sĩ khám, kêu hạ miệng ra khám răng gì hả gì đó không biết. Xong rồi cái vô đây lấy máu, nào qua kia chụp hình phổi, nào rồi giờ chờ đây không biết khám cái gì đây không biết nữa rồi. Kỳ này cả trăm mấy người quá tai bất ngờ vậy đó, khám kỹ nữa, kỹ lưỡng nữa. Niềm vui ấy chứa đựng sự lo lắng khó mà đếm hết của hơn 10 năm qua, khi mà người dân Đông Thạnh phải sinh sống đồng thời với bãi rác chôn lấp chất thải nguy hại trên địa bàn mà không ai chứng minh được sự an toàn cho cả ngàn hộ dân. Bởi thế, phần đông người đến khám bệnh là các ông bà cụ, những người phải dùng nguồn nước giếng khoan suốt thời gian dài trước khi nước sạch về đến đây. Nước giếng sợ ô nhiễm á, bị gần bãi rác quá, ở ấp 3 nè cô, gần bãi rác quá sợ ô nhiễm không dám nấu ăn. Ngày 13 tháng 5 năm 2016 vừa qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện việc khám chữa bệnh, thống kê và đánh giá về mô hình bệnh tật liên quan đến da, tai mũi họng và ung thư của bà con Đông Thạnh. Nay mới là buổi khám bệnh thứ hai của các y bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, nhưng có gần 300 người dân tìm đến để được khám bệnh. Dễ hiểu, vì đó là điều mong mỏi từ rất lâu mà đến nay mới thành sự thật. Hiện nay á, rác y tế cứ chia chở vào. Thì ông Đinh La Thăng ông về đây, không? Thì ông chỉ đạo là phải khám cho ấp 7 này, tại vì cái đống rác này nè, đống rác này rất nguy hại. Tại trạm y tế xã Đông Thạnh, địa điểm chúng tôi đang khám đây, thì được thực hiện khám và sàng lọc hết. Thì chúng tôi thực hiện một số cận lâm sàng như là xét nghiệm máu, X quang, siêu âm, đo điện tim vân vân. Tiếng kêu cứu của một làng được gọi là làng ung thư hơn chục năm qua có lẽ đã đến lúc có câu trả lời. Sự hy vọng đó đang được thắp lên trong người dân Đông Thạnh.